Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cùng với biên tập viên thời tiết Hương Liên. Xin chào chị Hương Liên, nhưng ngay trong phần đầu của chương trình chúng tôi đã cập nhật tới khán giả là vụ cháy rừng trên vườn quốc gia Hoàng Liên vẫn đang diễn biến phức tạp tại Sapa, Lào Cai. Vậy thì không biết là tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai thì có những cái chuyển biến tích cực để chúng ta có thể thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng hay không ạ? Vâng Hoàng Dương, theo dự báo thì đêm nay và ngày mai thì gió Ô Quy Hồ ở khu vực này vẫn còn hoạt động khá mạnh, sẽ gây khó khăn cho công tác dập lửa cũng như là dễ gây bùng phát các đám cháy mới. Do chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây tạo ra gió Ô Quy Hồ gây hiệu ứng phơn khô nóng, đới gió này thổi từ đèo Ô Quy Hồ xuống trung tâm thị xã Sapa và các vùng lân cận, khiến các cánh rừng ở vườn quốc gia Hoàng Liên và khu vực xung quanh lớp thực bì ở đây khô nỏ, có nguy cơ cháy rất cao. Dự báo là gió khô nóng sẽ còn thổi mạnh trong 2 ngày tới. Để tránh xảy ra cháy rừng, người dân tại khu vực này tuyệt đối là không đốt nương và thực bì, không dùng lửa để lấy mật ong, không đốt rác, vứt tàn thuốc hay là thắp hương gần bìa rừng. Người dân ở khu vực Nam Bộ cũng cần tuân thủ các khuyến cáo này khi mà nhiều cánh rừng ở đây cũng có nguy cơ cháy cao do thời tiết nắng nóng kéo dài. Dự báo ngày mai độ ẩm nhiều nơi là dưới 55%, thậm chí là ở miền Đông có nơi dưới 40%, cùng với mức nhiệt cao 35 độ C, riêng Đồng Phú là 37 độ C. Trái lại ở phía Đông Bắc Bộ, gồm thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ, chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam ẩm từ biển thổi vào, sáng mai có sương mù, có nơi kèm theo cả mưa nhỏ, trời ẩm. Trưa chiều mai, sương mù mỏng dần nhưng trời vẫn nhiều mây, nắng yếu. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác sẽ là từ 27 đến 31 độ C. Còn tiếp theo sẽ là thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố. Thành phố Hạ Long đêm nay và sáng mai có mưa phùn, sương mù, 23 độ C. Trưa chiều mai nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 27 độ C. Thành phố Đà Lạt đêm nay không mưa, trời rét, 15 độ C. Ngày mai trời nắng đẹp, nhiệt độ tăng cả chục độ so với ban đêm, lên 26 độ C. Thành phố Phú Quốc đêm nay tạnh giáo, trời mát, 26 độ C. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ C.